Xin chào toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKMX Trần Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại khu tái định cư BKMX giai đoạn 1, 450 ha của Trần Thành Bình Phước. Và đây là khu tái định cư BKMX Trần Thành được BKMX quy hoạch 311 ha là công nghiệp và 136 ha là đất ở tái định cư và kết hợp thương mại đô thị. Trước mắt chúng ta là công viên cây xanh. BKMX là một nhà quy hoạch thông minh, công nghiệp gắn liền với đô thị và được chia làm 50% công nghiệp và 50% là đô thị. Bên tay phải chúng ta là công nghiệp và bên tay trái chúng ta là nhà ở đô thị. Và hôm nay Trọng Thơ sẽ cho chúng ta tham quan khu công nghiệp BKMX Trơn Thành giai đoạn 1 một vòng để chúng ta xem khu vực này đã có rất là nhiều nhà máy đang hoạt động. Và công nhân hiện tại tại khu vực BKMX Trơn Thành giai đoạn 1 là 10.000 công nhân. Cơ sở hạ tầng khu vực BKMX Trơn Thành được BKMX quy hoạch bài bản chuẩn chỉnh Singapore. Lòng đường, vỉa hè, cây xanh, đường điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy rất là tốt ạ. Chúng ta có thể ví dụ cụ thể như V-Ship 1 Bình Dương, V-Ship 2 Bình Dương, Mỹ Phước 1, 2, 3, 4, V-Ship Bắc Ninh, V-Ship Bắc Giang, V-Ship Hải Phòng. Và tiếp theo là những dự án như BKMX Thanh Hóa, BKMX Bình Định, BKMX Đồng Phú và BKMX Bình Thuận. Hiện tại BKMX Trơn Thành là một khu vực để chúng ta đáng đầu tư. Vị trí của BKMX nằm ngay lõi trung tâm thị xã Trơn Thành, có những trục đường chính chạy qua như đường mòn Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, quốc lộ 13, đường tỉnh lộ Minh Thành An Long. Và một trục đường chính tại BKMX Trơn Thành đó là trục đường D1 thông suốt từ giai đoạn 1 450 ha qua công nghiệp 2.000 ha tại giai đoạn 3. Và hiện tại khu vực này Trọng Thơ đang phân phối đất nền tái định cư BKMX với diện tích mỗi nền là 5x25, 5x30, 5x35, 5x40, thổ cư 100% và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Mặt tiền đường nhựa được BKMX quy hoạch 16m, lòng đường 8m và vỉa hè mỗi bên 4m. Và chúng ta có thể xây dựng để ở, kinh doanh buôn bán và cho thuê được ngay. Với một mật độ công nhân phủ kín tại khu vực này đã lên tới 70%, thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin và đầu tư vào đất nền BKMX, sinh lợi nhuận gấp đôi, gấp ba trong thời gian 1 đến 2 năm tới. Quý khách hàng quan tâm tới đất nền BKMX Trơn Thành Bình Phước, liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để tìm hiểu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất, sinh lợi nhuận nhanh nhất tại BKMX Trơn Thành. Trọng Thơ chúc quý khách hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn BKMX và đồng hành lâu dài cùng những anh em bất động sản Centerland. Hãy liên hệ cho Trọng Thơ hoặc đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất, cập nhật tình hình giá cả tại dự án BKMX Trơn Thành Bình Phước nhé. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại ở quý khách hàng những video sau.